đây là lấy ngân sách các loại thực phẩm. Phía trong nhà hàng ngày của anh chị có ăn loại những người đã nêu thì hãy chọn vào ô có. Không ăn hoặc hãy ít thêm chọn vào ô không. Vitamin E là vitamin tăng trong dầu, có tên khoa học là tocopherol. Nhu cầu vitamin E cơ bản của cơ thể là 15mg mỗi ngày, được cung cấp từ thực phẩm vì cơ thể không tự tổng hợp được. Dạng vitamin E cơ thể hấp thu và sử dụng là alpha tocopherol. Vitamin E được cung cấp từ các loại thực vật như dầu hướng dương, dầu mầm lúa mạch, đậu phộng, quả hạnh. Ngoài ra cũng có một phần trong gan và sữa. Vitamin E có vai trò bảo vệ võng mạc của mắt, chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Trong một số nghiên cứu, biểu hiện thiếu vitamin E bao gồm phản xạ lệch lạc, tâm tính thất thường, mắt chuyển động thiếu nhịp nhàng, khô da. Nutrilite giới thiệu thực phẩm bổ sung vitamin E và selenium và selenium E giúp bạn ngăn ngừa quá trình lão hóa, hiệu quả cho làn da khỏe mạnh. Nutrilite bằng selenium E chứa nhiều thực vật cung cấp 400 IU, tương đương với 330mg vitamin E tự nhiên. Nấm men cung cấp 10 microgram selenium, 50mg bột đông khô rau gò tây tươi cung cấp phytonutrient. Sản phẩm Nutrilite bằng selenium E giúp bảo vệ võng mạc của mắt, bảo vệ sức khỏe tim mạch, hạn chế quá trình lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng. Anh chị có biết mỗi viên Nutrilite bằng selenium E cung cấp một hàm lượng tối ưu 400 IU vitamin E tự nhiên, giúp tăng cường khả năng chống các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ các bệnh về tim mạch. Hàm lượng vitamin E có trong mỗi viên Nutrilite bằng selenium E tương ứng với hàm lượng vitamin E có trong 4,7kg đậu phộng, 1kg hạt hướng dương, 1,25kg hạt hạnh nhân. Rau gò tây là loại thực phẩm chứa nhiều thành phần chống oxy hóa. Bên cạnh các chất chống oxy hóa ngoại sinh như beta-carotene, vitamin E, vitamin C, lutein, zeaxanthin, còn cung cấp thêm các thành phần khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, selen, mangan, giúp xây dựng các chất chống oxy hóa nội sinh trong cơ thể. Để bổ sung được 10 microgram selenium như trong sản phẩm Nutrilite bằng selenium E, cần phải ăn một trong các loại thực phẩm như 2 tách sữa không kem hoặc 10kg rau gò tây. Sự kết hợp tuyệt vời của vitamin E tự nhiên từ dầu thực vật, dưỡng chất thực vật từ rau gò tây và selenium từ nấm men cho ra đời sản phẩm Nutrilite bằng selenium E có khả năng chống oxy hóa vượt trội. Nutrilite bằng selenium E đặc biệt thích hợp với người hay hút thuốc lá, uống bia rượu, người thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, người có nguy cơ bị bệnh tim mạch, béo phì, người muốn ngăn ngừa thoái hóa võng mạc mắt, người quan tâm đến vấn đề về lão hóa. Trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này. Uống một viên mỗi ngày, tốt nhất lúc ăn no, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, hạn sử dụng 24 tháng. Quy trình bán hàng cơ bản sẽ bao gồm 3 bước chính. Bước 1, chuẩn bị. Bước 2, bán hàng. Bước 3, chăm sóc khách hàng. Bước 1, giai đoạn chuẩn bị. Anh chị phải thực sự sử dụng và trải nghiệm sản phẩm để có thể chia sẻ với khách hàng kinh nghiệm sử dụng của bản thân. Anh chị cần phải trả lời những câu hỏi sau. Anh chị đã sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian bao lâu? Anh chị nhận thấy những thay đổi gì đối với bản thân trước và sau khi sử dụng sản phẩm? Trong quá trình sử dụng sản phẩm, anh chị có gặp phải những khó khăn gì không? Trả lời những câu hỏi trên sẽ giúp anh chị tự tin chia sẻ sản phẩm với khách hàng
khi đã chuẩn bị những kinh nghiệm sử dụng sản phẩm, anh chị cần phải chuẩn bị kiến thức về vitamin E và sản phẩm Nutrilite bằng selenium E. Chẳng hạn, tại sao khi sử dụng Nutrilite bằng selenium E có thể giúp anh chị trông trẻ hơn? Tại sao khi sử dụng Nutrilite bằng selenium E lại làm mắt anh chị khỏe, sáng hơn? Việc anh chị cần làm trước khi đi gặp khách hàng là chuẩn bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, đó chính là các tài liệu hỗ trợ kinh doanh hay còn gọi là VSM về sản phẩm bằng selenium E. Chúng sẽ giúp anh chị phát huy tốt kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời tạo ấn tượng tốt cho khách hàng. Sau giai đoạn chuẩn bị, anh chị đã sẵn sàng cho bước thứ hai là bước bán hàng. Tuy nhiên, trước khi gặp gỡ và chia sẻ, anh chị cần biết ai là những người có nhu cầu về vitamin E cao, đối tượng khách hàng mình đang gặp thuộc nhóm đối tượng nào. Xác định đúng nhóm đối tượng khách hàng có thể giúp chúng ta trả lời được câu hỏi tôi nên tiếp cận khách hàng của mình như thế nào đây. Hãy nhìn lại những đối tượng khách hàng của dòng sản phẩm Nutrilite bằng selenium E đã được học. Mỗi nhóm đối tượng khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Chẳng hạn, với nhóm đối tượng quan tâm đến vấn đề về lão hóa, anh chị nên chia sẻ một số nguy cơ dẫn đến tình trạng lão hóa sớm của cơ thể, cũng như vai trò của vitamin E trong việc chống oxy hóa và hạn chế quá trình lão hóa. Sau khi thu hút sự chú ý của khách hàng và giúp họ hiểu được tầm quan trọng của việc bổ sung vitamin E, anh chị giờ đây đã có thể chia sẻ một số điểm nổi bật, đặc trưng của sản phẩm Nutrilite bằng selenium E. Anh chị có thể đặt một số câu hỏi liên quan. Hiện giờ, anh chị có dùng sản phẩm bổ sung vitamin E nào hay không? Sản phẩm anh chị dùng hàm lượng vitamin E bao nhiêu? Sản phẩm đó có chứa vitamin E tự nhiên hay không? Sản phẩm đó có chứa thành phần selenium hay dưỡng chất từ thực vật hay không? Bằng cách đặt câu hỏi, anh chị có thể chia sẻ ưu điểm và sự khác biệt của sản phẩm Nutrilite bằng selenium E. Cuối cùng, anh chị cần tóm tắt những ưu điểm của sản phẩm Nutrilite bằng selenium E và công dụng tuyệt vời mà sản phẩm mang đến cho khách hàng. Chúng ta kết thúc bán hàng bằng cách đặt những câu hỏi mở như: bây giờ anh chị muốn lấy sản phẩm Nutrilite bằng selenium E ngay bây giờ hay là ngày mai? Anh chị đã bán được hàng không có nghĩa là anh chị đã hoàn tất vai trò của mình. Anh chị cần đảm bảo những gì mình chia sẻ với khách hàng sẽ được hiểu và thực hiện đúng. 2-3 ngày sau khi kết thúc bán hàng, anh chị cần liên lạc và hỏi thăm khách hàng, đảm bảo họ đang sử dụng sản phẩm Nutrilite hoặc selenium E theo đúng hướng dẫn, đặc biệt là về liều lượng sử dụng sản phẩm. Mỗi ngày chỉ dùng một viên Nutrilite hoặc selenium E và uống với nhiều nước mỗi ngày. Một tuần sau khi kết thúc bán hàng, anh chị tiếp tục liên lạc với khách hàng để nghe họ chia sẻ về những trải nghiệm cũng như khó khăn khi sử dụng sản phẩm 2-4 tuần sau. Tiếp tục hỏi thăm khách hàng, giới thiệu sản phẩm dùng kèm với Nutrilite hoặc selenium E. Nhờ giới thiệu khách hàng mới, chúng ta nên tư vấn thêm những sản phẩm dùng kèm với Nutrilite hoặc selenium E để tăng cường sức khỏe, bao gồm thực phẩm bổ sung đa vitamin và khoáng chất hàng ngày. Nutrilite Daily cung cấp 18 loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe cơ thể. Nutrilite Seven Omega 3 bổ sung axit béo không no thiết yếu, hạn chế cholesterol dư thừa. Nutrilite Biology Plus tăng cường khả năng chống oxy hóa. Nutrilite Onfen Protein cung cấp protein từ thực vật, đặc biệt từ đậu nành ít chất béo và cholesterol tốt cho tim mạch. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho khách hàng một sức khỏe tim mạch tốt, giúp hạn chế tình trạng lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Qua khóa học này, anh chị đã có những kiến thức về vitamin E, nắm được lợi ích và cách sử dụng sản phẩm Nutrilite bằng selenium E để bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho bản thân, gia đình và bạn bè. Để nhận được chứng chỉ khóa học, anh chị hãy làm bài kiểm tra cuối khóa học sau đây. Bài kiểm tra có 10 câu hỏi. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Chúng ta cần làm 5 câu đúng trở lên.